Cụ bà bất ngờ sống lại ở nhà tang lễ sau khi qua đời tại viện dưỡng lão. Một cụ bà 74 tuổi bất ngờ sống lại tại nhà tang lễ sau khi được thông báo là đã qua đời tại viện dưỡng lão. Theo ABC News, vào ngày 3 tháng 6, bà cụ được trở từ viện dưỡng lão đến nhà tang lễ Buteros Major and Love tại Mỹ sau khi được xác định là bà đã qua đời vào khoảng 9 giờ 44 phút giờ địa phương. Tuy nhiên, tại nhà tang lễ, một nhân viên phát hiện cụ bà vẫn còn đang thở và nhanh chóng tiến hành hồi sức tim phổi cho bà. Sau đó, bà được chuyển đến bệnh viện địa phương, nơi bà được xác định vẫn còn sống. Phó Cảnh sát trưởng Ben Huchin chia sẻ rằng đây là trường hợp vô cùng kỳ lạ, chưa từng xảy ra trong suốt 31 năm ông làm việc ở đây. Ông cho biết thêm, văn phòng Cảnh sát trưởng vẫn đang điều tra vụ việc và hiện vẫn chưa có cáo buộc hình sự nào được đưa ra. Thiên đường của nghệ thuật múa dối ở châu Âu Pháp và Bỉ được mệnh danh là một trong những thiên đường của nghệ thuật múa dối ở châu Âu. Tại Pháp có thành phố Charleville-Mézières với trường cao đẳng nghệ thuật múa dối quốc gia, nằm ở miền Bắc nước Pháp từ lâu đã được biết đến như một thiên đường của nghệ thuật múa dối, nơi đã đào ta ra nhiều thế hệ, nghệ sĩ múa dối tài năng, thu hút đông đảo các nghệ sĩ trẻ từ khắp nơi trên thế giới đến đó để học tập. Loại hình nghệ thuật này từ khi xuất hiện đã luôn gắn bó chặt chẽ với cuộc sống và con người tại Charleville-Mézières. Bên cạnh Pháp, Nhạc viện Mons của Bỉ cũng đang trở thành một trong những điểm đến hấp dẫn cho những người muốn theo học chuyên sâu về lĩnh vực này với ngành học thạc sĩ nghệ thuật múa dối đây là một chương trình chuyên ngành kéo dài một năm dành cho những người đã có bằng cử nhân trong lĩnh vực nghệ thuật biểu diễn chương trình đào tạo thạc sĩ nghệ thuật múa dối của nhạc viện mons khá non trẻ nhưng chỉ qua năm thứ tư đào tạo đã thu hút sinh viên từ iran trung quốc hàn quốc và thậm chí cả sinh viên từ mỹ dù phát triển giống nhau theo hướng nghệ thuật nhưng tùy vào những nơi khác nhau mỗi con rối đều có ý nghĩa đặc biệt đối với người dân tại từng địa phương pháp tin rằng những con rối đầu tiên tại Charleville-Mézières được tạo ra từ những khúc gỗ linh thiêng, mang trong mình linh hồn của những người nghệ nhân đã khuất. Và người ta cũng tin rằng, khi các nghệ sĩ điều khiển con rối, cũng chính là lúc họ đang kết nối với thế giới tâm linh và kể lại những câu chuyện của tổ tiên. Còn ở nhạc viện Bỉ, họ thiên về kỹ năng biểu diễn, chế tạo và điều khiển những con rối. Chính vì sự đầu tư trong từng cách truyền đạt cho nghệ thuật văn hóa này, mà Pháp và Bỉ đang trở thành địa điểm học tập hấp dẫn cho những người trẻ đam mê nghệ thuật múa rối châu Âu. Brazil xuất hiện đĩa bay chưa từng có. Vào ngày 21 tháng 7 vừa qua, một tài khoản người dùng có tên Zona Descon Hesida đã đăng tải hai đoạn clip trên YouTube cho thấy một vật thể bay hình tam giác lơ lửng trên bầu trời thành phố Curitiba, Brazil. Dưới đoạn clip đầu tiên, Zona Descon Hesida còn viết rằng anh chưa bao giờ tin có đĩa bay. Ban đầu anh nghĩ đó chỉ là chiếc máy bay không người lái, nhưng sau khi quan sát kỹ thì lại thấy nó không có cánh quạt và có thứ gì đó giống như bộ phận hạ cánh xuất hiện. Sau đó, Jonah Descon Hesida đã tải lên một video thứ hai cho thấy góc nhìn rõ hơn, vật thể này trong suốt ở hai bên và dường như thay đổi hình dạng một chút khi bay. Hai video vừa tải lên mạng xã hội đã nhận được hơn 25.000 lượt xem trên YouTube và lan truyền trên các nền tảng mạng xã hội khác, cùng với nhiều ý kiến về sự xuất hiện và nguồn gốc của vật thể trong video. Hiện nay các nhà nghiên cứu và không quân Brazil vẫn chưa thể xác minh được cảnh quay, tuy nhiên vẫn có nhiều giải thuyết được đặt ra nhưng không có lời giải thích nào cho hiện tượng trên ở thời điểm hiện tại chú chó xấu xí nhất thế giới mang về 5.000 đô la Mỹ. White Thang là tên của chú chó đã giành giải quán quân trong cuộc thi chú chó xấu xí nhất thế giới năm 2024 với giá trị giải thưởng là 5.000 đô la Mỹ. Cuộc thi được tổ chức trong khuôn khổ hội trợ Sonoma Marine 2024 ở California, Mỹ, với 8 ứng cử viên. Phần lớn những con chó tham gia cuộc thi này đều được các trung tâm chăm sóc đặc biệt cứu khỏi cuộc sống lang thang ngoài phố trước khi được gia đình mới của chúng nhận nuôi. White Thang hiện sống tại Coos Bay. Oregon. Ngoại hình xấu xí, độc nhất vô nhị của nó là do mắc bệnh sốt rét lúc 10 tuần tuổi, căn bệnh khiến răng quai thăng ngừng phát triển và lưỡi nó thường xuyên lủng lẳng ngoài miệng. Ngoài ra, chú chó còn bị rối loạn cơ ở một bên chân. Sau năm lần thi, White Thang đã vượt qua nhiều thí sinh và trở thành quán quân. Cuộc thi được tổ chức trong suốt gần 50 năm qua để tôn vinh những điểm không hoàn hảo, nhưng lại khiến tất cả các chú chó trở nên đặc biệt và độc đáo. Bên cạnh đó, Cuộc thi còn nhấn mạnh tầm quan trọng của việc nhận nuôi và yêu thương tất cả các loài động vật trên thế giới. Phát hiện hoa văn bí ẩn tại thềm băng Nam Cực. Theo trang khoa học Gizmodo, vừa qua ngày 2 tháng 8, một nhóm các nhà nghiên cứu đã chia sẻ hình ảnh những cấu trúc kỳ lạ ở mặt dưới của thềm băng đó xôn tai tại Nam Cực. Sau hoạt động khảo sát kéo dài 27 ngày dọc con sông băng, nhà hải dương học Anna Walin cho biết đã sử dụng tàu lặn giúp quan sát được mặt dưới của thềm băng với độ phân giải cao hơn so với phương pháp trước đây là sử dụng bằng dữ liệu vệ tinh để quan sát từ đó con người đã có thể dựng bản đồ về thềm băng tại nam cực một cách chi tiết và chính xác hơn các bản đồ mà con tàu lặn tên gian tạo ra đã đóng góp vô cùng to lớn trong quá trình hiểu biết của con người về các thềm băng nam cực bên cạnh những cấu trúc băng có sẵn ảnh chụp từ tàu lặn còn phát hiện những tảng băng có các vết lõm hình giọt nước mắt bí ẩn hiện vẫn chưa giải thích được nhóm các nhà nghiên cứu đã đưa giả thuyết rằng là do dòng nước tạo nên việc hiểu rõ những hoa văn này là rất quan trọng ảnh hưởng lớn đến việc dự đoán chính xác hơn quá trình băng tan ở nam cực